Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Chola Channel. Và chúng ta đang được chiêm ngưỡng một sản phẩm robot bụi lau nhà đến từ thương hiệu Rimmi, đó là D9 Pro. Đây là sản phẩm với mức giá rất là rẻ, 6.990.000 đồng, đến từ Rimmi. Và robot này ngay từ khi vừa ra mắt đã nằm trong top những cái sản phẩm trong phân khúc giá rẻ đối với một thiết bị robot hút bụi. D9 Pro được trang bị rất nhiều những tính năng và chức năng rất là hấp dẫn đối với người dùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm tất tần tật về sản phẩm robot hút bụi Rimmi Bot D9 Pro. Mình vừa mới unbox cái hộp sản phẩm Rimmi Bot D9 Pro và đây là những cái thành phần chúng ta có trong hộp sản phẩm. Đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta là một cái con robot. Đây các bạn, chính diện đây màu đen. Một màu đen hoàn toàn luôn các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái đốc sạc và một dây nguồn để chúng ta nối với đốc sạc. Một cái chổi cạnh để chúng ta lắp vào phía dưới mặt sau của robot. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hộp chứa nước ở đây và sẽ tích hợp một cái khăn lau sẵn ở đây. Tiếp theo là một miếng lót màu trắng bằng nhựa, chúng ta đặt cạnh cái đốc sạc để robot sẽ nằm trên đây khi sạc pin. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất là dày và rất nhiều những cái hình ảnh minh họa trong đây cách chúng ta sử dụng robot này. Màu đen hoàn toàn mặt trước và mặt sau của robot. Mặt trước của robot có một lớp kính bóng rất sang trọng và chúng ta sẽ có 3 nút vật lý ở đây. Nút nguồn, nút cho robot trở về đốc sạc và chúng ta có nút thay đổi chế độ làm việc của robot. Và cũng giống như những sản phẩm robot khác của Rimmi thì D9 Pro vẫn được trang bị một cái cảm biến quét ở đây. Và với cảm biến này thì nó sẽ sử dụng được tính năng đó là laser LDS 3.0. Đó là cái tính năng phát hiện được những cái vật thể với kích thước nhỏ hơn và giúp cho nó có thể tránh đi những sự va chạm không cần thiết. Robot với kích thước là 35x35x9.7cm và trọng lượng nặng khoảng 4.1kg. Ở đây nó sẽ có những cái cảm biến này. Bên hông chúng ta sẽ có một cái cảm biến. Chúng ta sẽ bật được cái nắp này lên. Chúng ta sẽ lấy ra được cái hộp chứa bụi của robot này. Hộp chứa bụi với thể tích là 570ml. Một thể tích rất là lớn. Và chứa rất là thoải mái bụi bẩn ở trong đây. Với một cái thể tích như thế này và căn nhà rộng khoảng 200m2 thì chúng ta có thể sử dụng trong vòng tầm 3 đến 4 ngày mới phải đổ hộp bụi một lần. Chúng ta có những cái lỗ tản nhiệt giúp cho robot không có bị nóng khi làm việc. Và đây là mặt dưới của robot. Với một cái thiết kế rất là đơn giản và tinh gọn với hai bánh răng di chuyển, một cái bánh điều hướng ở chính giữa. Khu vực này là khu vực chổi xoắn và chúng ta có thể tháo cũng như là lấy ra vệ sinh khi mà robot đã làm việc bị dính nhiều bụi bẩn ở trong đây. Việc được trang bị một chổi cạnh thôi, đây chính là cái đặc trưng của thương hiệu Rimmi. Khi chúng ta lau nhà thì sẽ gắn thêm hộp chứa nước vào đây. Chúng ta sẽ bơm nước vào trong và chỉ cần đưa vào đúng vị trí của nó. Kêu tách nhẹ lên một tiếng là chúng ta đã lắp xong hộp chứa nước vào đây. Khởi động robot, chúng ta sẽ nhấn giữ nút nguồn 3 giây. Tiếp sau đó các bạn có thể sử dụng app trên điện thoại đã kết nối để điều khiển robot làm việc. Hoặc chúng ta có thể nhấn cho robot làm việc nhanh bằng nút nguồn. Lúc này thì D9 Pro sẽ tiến hành xoay tròn một vòng. Và đó là cái thao tác có mắt cảm biến quét cái không gian làm việc để thiết lập nên cái lộ trình di chuyển tối ưu. Và ngay sau đó thì robot sẽ tiến hành di chuyển. D9 Pro nằm trong một phân khúc giá rẻ. Và bởi vì như vậy cho nên là robot sẽ không được trang bị những cái đốc sạc kiêm hút rác tự động hay là giặt khăn lau tự động giống như là một số dòng robot bụi cao cấp khác của Rimmi. Tuy nhiên thì với mức giá khoảng tầm 6.900.000 thì những gì mà robot Rimmi D9 Pro được trang bị là hết sức ấn tượng. Lực hút cực kỳ là mạnh, lên tới 4.000 PA, mạnh không thua kém gì so với những cái dòng robot cao cấp khác. Và bởi vậy cho nên là cái hiệu quả hút bụi của nó vẫn rất là cao. Things and disappear.
Các bạn có thể thấy là mình cho robot làm việc xung quanh một cái khu vực này và trước đó rất nhiều bụi bẩn, và chỉ sau khoảng tầm 2 phút nó đã làm sạch trơn khu vực này, rất là hiệu quả các bạn nhá. Và với lực hút là 4000 PA, nó có cái khả năng là nó là tự tăng cái công suất hút lên nếu nhận thấy khu vực nào nó bụi bẩn, nó bám cứng đầu thì nó tự tăng lên maximum 4000 PA. Có thể thấy ở đây thì khi mình mở lên như thế này thì hộp chứa bụi bên trong chứa rất nhiều bụi bẩn như thế này, và với thể tích 570ml thì với một căn nhà 200m² thì chúng ta có thể sử dụng trong vòng tầm 3 đến 4 ngày mới phải đổ bụi một lần. Đó, một chiếc robot trong phân khúc giá rẻ, nó không được trang bị cái đốc sạc hút rác tự động, tuy nhiên thì cái hiệu quả làm việc của nó vẫn rất là tốt. Theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết nối app điều khiển là Mi Home để chúng ta có thể điều khiển được robot D9 Pro từ xa. Và vẫn giống như những cái dòng robot khác của Realme thì các bạn vẫn sử dụng app Mi Home. Và chúng ta sẽ đăng nhập một cái tài khoản vào, nếu chưa có thì các bạn đăng ký nhé, đăng ký bằng Gmail thì cũng rất là dễ thôi. Sau khi mở app Mi Home lên thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này, và chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng để thêm thiết bị này. Đó, các bạn nhấn phần thêm thiết bị. Rồi, lúc này thì nó sẽ yêu cầu là điện thoại chúng ta bật Bluetooth, thì các bạn bật hết lên cho mình nhé. Đó rồi, và tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống này, chúng sẽ tìm lấy cái danh mục đó là robot hút bụi. Đó, tới đây thì các bạn sẽ thấy cái dòng chữ là robot dọn nhà này, chúng ta nhấn vào. Đó, và lúc này thì chúng ta sẽ tìm lấy cái mã của cái con robot này là D9 Pro. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tìm D9 Pro. Đây, mình đã thấy rồi các bạn, Realme Bot D9 Pro nó có cái logo màu đen này, các bạn nhấn vô. Rồi, lúc này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhấn vào hai nút ở trên mặt của con robot, thì các bạn làm theo. Đấy, chúng ta nhấn giữ đồng thời. Đó, sau khi nó đã xác nhận rồi thì các bạn tích vào cái vị trí này. Đó, và các bạn nhấn vào tiếp theo này. Ok, đang quét thiết bị và xin vui lòng chờ một chút. Rồi, lúc này thì nó sẽ tự động chuyển qua một cái giao diện các bạn nhập vào cái mạng Wi-Fi tại nhà của các bạn nhé, tại căn phòng mà các bạn muốn sử dụng robot đó, thì lúc này các bạn sẽ chọn lấy cái mạng Wi-Fi đó này, các bạn nhấn vô. À, các bạn nhấn vào tiếp. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ chọn lấy cái mạng Wi-Fi của robot là Realme Vancom và một cái dãy ký hiệu phía sau, các bạn nhấn vô. Đó, vậy. Và lúc này thì chúng ta chỉ việc chờ một chút thôi. Đó, thì những cái thao tác kết nối này thì mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều ở những cái dòng robot khác của Realme trước đây rồi. Và nó kết nối app thì nó giống hệt nhau, những cái bước này thì y chang nhau. Rồi, thiết bị được thêm thành công rồi các bạn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Nó sẽ tự động chuyển qua một cái giao diện như thế này, và chúng ta chọn lấy cái phòng. Ở đây rất có nhiều phòng, và mình chọn lấy cái phòng khách này, ví dụ là như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt tên cho thiết bị. Thì các bạn có thể gõ cái tên vào và các bạn nhấn vào tiếp theo. À, chúng ta bắt đầu luôn này. Đó.
Đấy, ok. Lúc này thì các bạn nhấn vào đồng ý và tiếp tục này. Rồi, các bạn kéo qua. Rồi. Bắt đầu trải nghiệm này. Đó, ok. Rồi thì ở đây, mình đã thấy ở đây đó là một cái giao diện app hiện ra. Và lúc này chúng ta thấy được là một cái bản đồ. Chúng ta có cái biểu tượng robot này. Có cái biểu tượng vị trí của đốc sạc. Có những cái đường màu trắng để là cái lộ trình mà robot đã đi. Nó sẽ vẽ lại. Ở phía trên chúng ta có được diện tích làm việc và thời gian làm việc này. Cũng như là mức pin của robot. Và chúng ta có nút là Start Cleanup là cho robot làm việc này. Và cũng như các bạn nhấn trở lại thì nó sẽ tạm dừng. Chúng ta nhấn vào chữ dock thì nó sẽ tự động quay trở về đốc sạc để sạc pin. Và các bạn thấy ở đây thì nó sẽ có hai cái tính năng, đó là tường ảo đó các bạn này. Đó. Thì lúc này thì chúng ta sẽ có là tường ảo và khu vực cấm di chuyển vào. Đó, và khu vực cấm lau nữa thì các bạn có thể chọn vào những cái này để các bạn có thể thiết lập được những cái khu vực mà cái giới hạn để cho robot không di chuyển vào, rất là hay nhé. Và những cái tính năng này thì mình cũng đã từng hướng dẫn ở những cái dòng robot trước đây rồi. Các bạn chỉ cần vẽ ra một cái khung thôi. Đó, ví dụ như đây mình đã chọn một cái tường ảo này. Chọn tiếp một cái tường ảo đó. Thì lúc này thì các bạn có thể thấy là những cái tường ảo này các bạn có thể là thay đổi. Đó, thay đổi. Đó, và các bạn có thể là xóa nó đi. Đó, tương tự là khu vực cấm lau đó các bạn này. Đó thì nó sẽ có một cái khung như thế này. Chúng ta có thể thay đổi được cái chiều dài, chiều rộng, cái chu vi của nó. Và ví dụ như vậy, các bạn đặt vào một cái khu vực như thế này thì cái khu vực đó nó sẽ không có di chuyển vào và nó sẽ không có lau khu vực đó. Rất là hay các bạn nha. Tương tự thì khu vực mà nó cấm đi, cấm di chuyển cũng vậy. Đó, các bạn có thể tùy chỉnh cái diện tích. Đó, và nó sẽ không di chuyển vào khu vực đó. Rất là đầy đủ. Cũng không khác gì so với những cái dòng robot cao cấp khác các bạn nhé. Rồi, và các bạn trở ra thì các bạn có thể thấy là các bạn nhấn vào dấu ba chấm này, nó sẽ có một vài những cái cài đặt khác liên quan tới cái phần app. Ví dụ như là ngôn ngữ này, thời gian này, chế độ quét dọn hoặc là lịch sử quét dọn các bạn có thể xem ở trên đây. Bây giờ thì ví dụ như mình sẽ nhấn vào Start Cleanup. Đó, robot sẽ di chuyển. Đó. Và chúng ta sẽ điều khiển được robot từ xa, từ văn phòng. Và chúng ta chỉ cần robot kết nối wifi tại nhà thôi là các bạn có thể điều khiển được tất tần tật.